Kính bạch trên Hòa Thượng Diện Chủ Chứng Minh, kính thưa Đại Đức Trụ Trì, kính thưa toàn thể Đạo Tràng Phật Tử. Tới hôm nay ngày mùng 3 tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần, tức ngày 25 tháng 12, 2022. Theo thông lệ hàng tháng, vào chủ nhật thứ nhất trong tháng, tại chùa Linh Phước có tổ chức một ngày tu tập. Buổi sáng, ban ngày tụng kinh, và buổi tối thì có một cái thời giảng pháp. Theo thông lệ đó thì thời giảng pháp tối hôm nay, chánh định vô cùng hoan hỷ được sự chỉ định cho phép của Hòa Thượng Diện Chủ, Đại Đức Trụ Trì đã thỉnh chúng tôi về đây để gặp gỡ và chia sẻ Phật Pháp với toàn thể quý vị. Lời đầu tiên cho phép chánh định nói lời vấn an sức khỏe đến Hòa Thượng Diện Chủ, Đại Đức Trụ Trì cùng chư tôn đức tăng, đặc biệt là toàn thể đạo tràng Phật tử đang hiện diện, lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lạc. Kính thưa quý vị, buổi giảng Phật Pháp tối hôm nay cũng được xem như là buổi giảng Pháp tất niên cuối cùng trong năm 2022. Vì buổi tu tập sau nó thuộc về năm 2023. Vì vậy, một năm chúng ta nhìn lại, cái sự tu tập của chúng ta như thế nào? Tốt hay là không tốt? Để chúng ta tiếp tục cho năm sau phấn đấu hơn, đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn và tốt đẹp hơn. Nhưng mà mỗi lần cuối năm á, thì chúng ta lại có một cái nhìn theo cái nhìn của Đạo Phật là nói về cái thời gian. Lại một năm nữa trôi qua, ngoảnh đầu nhìn lại thấy ta chóm già, răng long tóc bạc thêm ra, chân rùng gối mỏi, nước già nhăn nhiều. Đời người chẳng được bao nhiêu, ốm đau bệnh tật liêu xiêu về già. Theo tuổi bệnh cứ tăng ra, hỏi trong tiền kiếp gây ra những gì. Thời gian thì cứ trôi đi, buồn vui sướng khổ chẳng khi nào ngừng. Ngọt bùi cay đắng đã từng, chỉ mong thanh thản thôi đừng gian nan. Nhân sinh trong chốn trần gian, sinh lão bệnh tử hợp tan vô thường. Là người có thịt có xương, có trái tim đỏ yêu thương cội nguồn. Nếu buông bỏ được vui buồn, làm chủ cảm xúc sẽ luôn an bình. Bởi trong cuộc sống nhân sinh, việc đến sẽ đến, nghiệp mình mà thôi. Chúng tôi đọc cái bài thơ nhìn lại thời gian này với một cái ý là trong kinh Tạng Nikaya đó có đề cập đến một cái trường hợp có một vị thiên tử vào canh khuya đó xuống tại chùa Kỳ Viên Tịnh Xá, mới đảnh lễ và ý kiến Đức Phật. Và vị thiên tử này là cái tiền thân kiếp trước của cái vị này là một thiện nam, cũng vào lòng niềm tin nơi Phật Pháp, làm nhiều cái việc lành, phước đức. Sau khi thân hoại mệnh chung, cái vị thiên tử này được sanh về trên cõi trời, trở thành một vị thiên tử.
Thì nhân cái dịp này, cái vị thiên tử này xuống ý kiến Đức Phật. Và Ngài có nói là một câu kệ, mà chúng tôi thấy cái câu kệ này nó phù hợp với cái nhìn lại thời gian, nói về cái thời gian. Vị thiên tử là nói câu kệ như sau: thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Như vậy thì cái thời gian nó sẽ giúp cho mình thấy được cái điều gì nè? Vô thường. Hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị hiểu được cái ý mà chúng tôi nãy giờ nói lòng vòng, là cái thời gian để cho mình thấy được cái vô thường. Mà vô thường đây là sự sanh diệt. Một đoạn kinh Pháp Cú khác Đức Phật dạy là: ai sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Hãy tin vào vô thường, rồi ngày mai sẽ khác, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn, hoa mọc lên từ rạc. Cái người nào mà tin vào vô thường, hiểu được vô thường, giác ngộ được vô thường, thì người đó là thấy pháp, giác ngộ được chân lý. Giống như chúng tôi hay nói một câu là: đi đâu giữa chốn vô thường, về đâu ai biết, về đâu bây giờ. Thôi thì ta ngộ vô thường, để nơi đâu cũng là nơi ta về. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay cho nó có không khí. Kiếp nhân sinh là kiếp vô thường, đúng không nè? Nhưng mà vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh. Cái kiếp người này nó vô thường dữ lắm. Thời gian lặng lẽ trôi mà, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân. Đây là cái câu kệ của vị chư thiên á, nói trong kinh á, là tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát, tức là mình dùng cái trí tuệ để quán sát, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Đó là cái hình ảnh của vị chư thiên. Trước đây thì ông cũng làm người, ông thấy cái kiếp người nó phù du, nó ngắn ngủi, nó vô thường. Mới đầu sanh đến cả bạc đầu rồi, mới trẻ đó cái già đó, mới khỏe đó cái bệnh đó. Vô thường nó nhanh dữ lắm. Thấy được cái đó thì cái người mà có trí tuệ đó, cái người mà hiểu biết quán sát sự, người ta mới tranh thủ ta tạo các công đức. Mỗi ngày đêm trôi qua, chúng ta lại thêm già, và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, mà quyền lực cũng buông thôi. Bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi, chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Quý vị có đồng ý với chúng tôi là mỗi ngày đêm trôi qua chúng ta lại thêm già không? Và gần hơn cái chết không? Mỗi mùa xuân sang, nghĩa trang gần thêm một đoạn. Nó vậy đó. Hôm nay chúng tôi nói về vô thường, nói về sự chết. Nhưng cái dịp cuối năm, quý vị thấy một năm nó nhanh không?
Mới tháng Giêng bây giờ nó tháng Chạp rồi đó. Rồi một ngày nó nhanh không quý vị? Nhanh lắm. Hồi còn nhỏ thì mình thấy lâu, nhưng mà bây giờ mình càng lớn mình thấy một ngày nhanh lắm. Mời quý vị đọc theo chúng tôi câu này để thấy được cái thời gian nó trôi nhanh lắm. Nhắm mắt mở mắt đọc theo đi. Hết một ngày. Nhắm mắt không mở mắt. Hết một đời. Sống qua ngày. Chờ qua đời. Sống qua ngày. Chờ vô hồn. Theo tinh thần của Phật giáo Năm Tông á, thì Đức Phật dạy chúng ta có một cái pháp môn niệm. Đó là niệm sự chết quý vị. Cái người Việt mình á, thì tin dị đoan dữ lắm. Chết chóc đừng có nhắc tới, nó không hên. Miệng ăn mắm ăn muối, nhiều khi nhắc đến chết chết nó chết thiệt cái sao? Mình sợ. Nhưng mà cái người con Phật rồi á, thì hiểu được các pháp sanh diệt rồi á, thấy được vô thường rồi thì họ mới sợ. Mà thật sự thưa với quý vị, chúng tôi nói một câu quý vị nghe nó có lý, là thật sự cái chết nó không đáng sợ, mà cái đáng sợ là chúng ta sợ chết. Vì sao quý vị biết không? Vì mình đã chết không biết bao nhiêu kiếp rồi. Nếu mà mình tin vào luân hồi, phải không nè? Mình đã chết không biết là bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp trong vòng luân hồi. Như vậy thì hôm nay mình có chết thêm lần nữa thì nó cũng là bình thường. Tại mình chết quá nhiều rồi. Phải không nè? Nói mà chết thay đổi kiếp sống đó. Nhưng mà không hiểu tại sao mình lại sợ chết dữ lắm. Trong đó mình chết không biết bao nhiêu lần. Ai sinh ra đời cũng một lần phải chết. Chết đi rồi có hết được đâu. Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu. Hành tinh xanh vẫn ươm màu hy vọng. Đi vào đời với hai bàn tay trắng. Lúc lìa đời trắng cả hai bàn tay. Khi sống thì tham nhặt cho đầy. Phải mang lấy nghiệp trả dai nợ đời. Kiếp luân hồi có sanh có diệt. Đời vô thường, ngũ uẩn hư không. Đời vô thường giả tạm hư không. Ngũ uẩn sắc bất dị không. Thôi thì thanh thản cho lòng an nhiên. Sống kiếp đời chớ nên gây nghiệp. Để tái sanh tạo kiếp luân hồi. Ta bà là cõi tạm thôi. Phước đức an lạc, niết bàn an vui. Bây giờ mới vỗ tay. Như vậy thì niệm sự chết để chúng ta thấy rõ cái điều tất nhiên. Hãy có sinh thì có diệt, có đến thì có đi. Đúng không nè? Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Giữ tâm bình thản, chuyện gì cũng qua. Có thể gần, có thể xa. Duyên trong cõi tạm, tựa là gió mây. Ai thương, ai ghét mặt ai. Sống sao cho trọn kiếp này bình an. Yêu đời sẽ thấy lạc quan. Thương người sẽ thấy vô vàn niềm vui. Bây giờ mới vỗ tay. Như vậy thì Đức Phật dạy niệm thí, niệm thiên, niệm giới, rồi niệm chết nữa. Ở trong kinh Pali nó có một câu niệm về sự chết. Nếu ở đây này nè quý vị nào mà không sợ chết á, không có dị đoan á, thích đó, thì chúng tôi hướng dẫn cho quý vị niệm. Đồng ý không? Lỡ nó có chết thiệt là đừng đổ thừa nha.
Hôm nay tập niệm cái này rồi cái lỡ tối nay về mình nó có đi thiệt thì cũng là nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi. Hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị phải hiểu như vậy. Phải có sinh thì phải có tử. Đấy không nè. Nếu không có một ông lão 80 tuổi, ông cụ 80 tuổi lìa đời thì làm sao có đứa bé sơ sinh chào đời. Phải không? Cái đứa bé sơ sinh chào đời đó thì nó phải từ cái ông lão 80 tuổi lìa đời. Cái đứa bé sơ sinh nó mới chào đời. Chứ nếu không có ông cụ 80 tuổi lìa đời thì chắc chắn chúng tôi bảo đảm quý vị là không có bao giờ đứa bé sơ sinh chào đời. Không có tử làm sao có sinh? Không có sinh làm sao có tử? Hai cái này là cái pháp đối đãi. Tuy hai mà một. Cái này nói nhỏ nghe cho vui. Theo lịch sử của Phật giáo Nam truyền đó, thì cái ngày Đức Phật đản sinh đó quý vị, và cái ngày Đức Phật nhập Niết Bàn nó cùng ngày đó. Không hiểu Đức Phật có muốn cho mình có thông điệp gì không. Nhưng mà theo cái lịch sử của Phật giáo Nam truyền đó, thì cái ngày Phật đản thì cũng là cái ngày Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Nó lạ chỗ này. Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta là hãy có sinh thì phải có diệt. Hãy có sống thì phải có chết. Có vui sẽ có buồn. Có sướng thì có khổ. Mình tu làm sao để thì sao? Mình phải gọi là tất cả pháp thế gian nằm trong sự đối đãi. Thì bây giờ mình tu làm sao mà vượt ra ngoài cái sự đối đãi này? Vượt ra cả có không. Mình không hiểu từ đâu khi mình chào đời, cha mẹ đặt cho cái tên, để rồi mình lớn lên, mình có được danh phận sự nghiệp của cải vật chất. Và từ đó mình bị lệ thuộc vô cái việc đó dữ lắm. Lệ thuộc vô cái việc có không còn mất, khen chê dữ lắm. Đi vào đời với hai bàn tay trắng có gì không? Không. Lúc lìa đời thì trắng cả hai bàn tay có gì không? Không. Nhưng mà không hiểu tại sao lúc mình sống á, mình bị lệ thuộc vô cái việc có không còn mất, sống chết dữ lắm. Tại vì mình ham sống cho nên mình sợ chết đó. Nếu bạn không mong cầu thành công thì bạn sẽ không sợ thất bại. Chính vì mình quá mong cầu thành công cho nên mình rất sợ thất bại. Cái người trí họ không có để ý đến cái chuyện mà khổ đau, cho nên cái chuyện hạnh phúc đối với họ, họ cũng không có mong cầu. Còn mình thì quá mong cầu hạnh phúc cho nên rất sợ sự khổ đau. Chúng tôi muốn nói lên cái tính lệ thuộc như vậy. Mà cái tính lệ thuộc này được gọi là hành khổ đó quý vị. Là mình bị lệ thuộc vô cái pháp hành sanh diệt, cho nên mình khổ dữ lắm. Hãy có là vui, không là buồn. Được thì vui, mất thì buồn. Khen thì vui, chê thì buồn. Sống thì vui, chết thì buồn. À, nó lại. Mà trong cái đó nó vận hành theo cái nguyên lý của nó. Mình không có quyền can thiệp. Mục đích của mình là để thấy được cái chuyện sanh diệt đó để mà lo tu. Đó. Hôm nay chúng tôi mượn cái nhìn lại thời gian này nè. Để cho quý vị lo tu. Vì trong kinh Đức Phật Ngài dạy có bốn cái hạng ngựa hay bốn cái loại ngựa kéo xe đó. Có những con ngựa quý vị biết không? Khi họ thấy cái bóng cây của cái người nài đưa lên là nó lo nó kéo xe nó chạy rồi. Thời nay thì ít có xe ngựa, nhưng mà ai mà biết cái xe ngựa thì con ngựa thì nó kéo xe, không kéo xe là nhờ cái tín hiệu của cái người nài, cái người đánh xe. Mà những con ngựa nó khôn lắm quý vị, nó thấy cái bóng cây của cái người đánh xe đưa lên thôi là nó lo nó đi rồi. Thì Đức Phật Ngài cũng ví dụ trên thế gian là có những người đến chùa chỉ cần nghe một câu thôi, các pháp hữu vi là vô thường, hễ có sanh thì có diệt, là họ lo tu rồi. Đó, giống như con ngựa đầu tiên vậy đó. Nhưng mà có cái là loại ngựa thứ hai là cái người đánh xe đưa cây lên không chạy. Đưa cái bóng cây lên nó thấy nó không chạy. Đợi người đánh xe mới quất vô mông nó một roi. Thì nó bắt đầu nó mới kéo xe chạy. Thì cũng vậy. Đức Phật Ngài ví dụ trên thế gian này có những chúng sinh
ra đời, cũng đi đến chùa, cũng văn kinh thánh pháp, cũng nghe câu là chư hành là vô thường, chư pháp là vô ngã, hãy có sanh thì có diệt, đó là pháp hữu vi. Nghe xong rồi thôi, tỉnh bờ, về nhà. Nhưng mà bất chợt ở xóm của mình, ở cái con đường đi vô nhà mình, ông đầu xóm, đầu ngõ, ông mới gặp mình hôm qua, ông chào, ông hỏi, ông nói, ông cười. Hôm nay vô thường đến rước ông đi rồi. Thấy ngoài kia đang chuẩn bị dựng rạp, lo hậu sự cho ông rồi. Hỏi ai vậy? Nói cái ông A hả? Trời, cái ông này tôi mới gặp ông hôm qua mà nay sao ông đi rồi vậy? Vô thường quá, lò tù. Là giống với loại ngựa kéo xe thứ hai. Cái loại ngựa kéo xe thứ ba là gì? Đánh không chịu đi, đợi đánh mạnh hả quý vị? Đánh mà nổi lằn, nổi u lên thì mới kéo xe đi. Thì cũng vậy, Đức Phật Ngài nói có những người trên thế gian này đến chùa nghe pháp, biết các pháp là vô thường cũng không tu. Về nhà cái ông hàng xóm có vô thường rước ông đi cũng bình thường, rước ổng chứ không phải rước mình. Nhưng bất chợt trong nhà mình, quyến thuộc mình á, cô dì chú bác cậu mợ cha mẹ anh em gì của mình á, bất thần vô thường rước đi, hay có người chết chứ, giật mình lúc đó mới là tù. Đó là loại ngựa thứ ê, loại ngựa kéo xe thứ ba. Loại thứ tư là gì? Là đánh mạnh cũng không đi, đợi mà cái người này lấy cái vật nhọn đâm vô mông, đụng vô xương á, đau quá rồi mới kéo xe chạy. Thì cũng vậy, trên thế gian Đức Phật Ngài ví giống như là những người đến chùa nghe pháp, biết các pháp là vô thường, có sanh có diệt, bình thường. Về nhà cái ông hàng xóm vô thường, bình thường. Rồi người thân của mình bị vô thường, họ vẫn bình thường. Tới khi vô thường đến với họ, bất chợt một ngày nào đó soi gương thấy tóc đã bạc, má đã cớp, da đã nhăn, gối đã mỏi, bệnh tật nó kéo đến, lúc đó mới bắt đầu là tù. Là cái người thứ tư cuối cùng rồi, là tới lúc đó là họ tu. Cho nên cái người quan niệm người tu, người ta nói là già mới tu chứ trẻ đừng có tu, còn khỏe mà tu cái gì, khi nào già rồi mới tu. Là tận cùng bằng số rồi. Đức Phật thiết có bốn hạng người thôi. Nhưng mà nếu Đức Phật còn sống tới ngày hôm nay, chúng tôi nghĩ Đức Phật không thiết bốn hạng người đâu, mà Ngài sẽ thiết năm hạng người. Vì có những người già rồi mà cũng chưa chịu tu nữa, đúng không? Có những người già là còn hơn tôi sân si dữ lắm. Người nay như lá vàng khô phất phơ, đứng tựa cửa mồ diệt vong rồi, tử thần chờ đợi bên trong rồi, tư lương sao chẳng dọn lòng lo tu nữa, mà còn sân si còn hơn thua nữa. Quý vị đồng ý tôi, nếu Đức Phật còn sống tới ngày hôm nay thì Ngài không thiết bốn hạng người đâu, mà thiết mấy hạng người? Năm hạng người. Vì cái hạng người thứ năm nó sẽ xuất hiện trong thời nay nè. Có những người gọi là già rồi mà cũng không chịu tu. Đó, nếu quý vị quan hỷ mà tin tưởng về cái pháp môn niệm sự chết thì chúng tôi sẽ hướng dẫn. Mà nếu như quý vị về, quý vị tu luyện cái pháp môn này thì quý vị sẽ đạt được một cái trạng thái tâm là không sợ chết. Người sợ chết ta chẳng kinh. Đó. Người ham cười nói ta dình lặng thinh. Người tài sản ta tâm linh. Người mang khổ lị ta rình đạo màu. Vỗ tay. Mục đích của chúng tôi dạy quý vị niệm sự chết là thấy được cái sự sanh diệt của các pháp hữu vi, để chúng ta không còn dính mắc, không còn khổ đau nữa, và chúng ta cũng không còn sợ chết nữa. Vì cái sợ lớn nhất trong đời người đó là sợ sợ gì? Sợ chết, đúng rồi. Mất mát của cải cũng sợ, mà ít hơn là mất cả mạng sống. Cái mất cả mạng sống là cái sợ nhất. Nhưng mà sợ rồi có tránh được không? Không. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con hay chồng con dẫu có chí tình, cũng đành bất lực làm thinh đứng nhìn.
Cho nên cái người mà niệm sự chết đó, là cái người đó mình tạm gọi là hiểu đạo hay biết đạo. Bởi vì đời bớt khổ khi ta biết đạo, đời đau khổ khi chẳng biết tu. Đó. Như vậy thì quý vị có đồng ý chúng tôi niệm cái sự chết này không? Nếu mà đồng ý chúng tôi sẽ hướng dẫn. Lỡ mà về nó không qua khỏi con trăng này mà nó đi luôn thì cũng mừng, không có gì, nó phải á. Khỏe lắm, cái người tu mình là phải nhìn như vậy. Quý vị biết ngài Bun Ná ở trong kinh á, kể á, ngài có một cái hạnh nhẫn nại. Thì người tu chúng ta là gì? Có cái lợi khí sức mạnh là phải nhẫn nại, chấp nhận. Tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Cái sự tình thế gian này nó muôn màu lắm, nó nhiều thứ lắm, trong đó có sự sanh và tử, đến và đi, mình phải chấp nhận. Mình không chấp nhận thì mình cũng không có làm gì được. Hiểu chưa? Kể cả mình là vua mà khi thần chết đến thì cũng phải ra đi. Kể cả mình là tỷ phú giàu có, khi thần chết thì cũng ra đi. Hồi nãy chúng tôi nói rồi, mỗi ngày đêm trôi qua chúng ta lại thêm già, đúng không? Và gần hơn cái chết, đúng không? Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, đúng không quý vị? Quyền lực cũng buông thôi, chứ làm sao vậy? Rồi bao nhiêu người thân quý mình thương nhất, thân nhất, quý nhất, đành bỏ lại ra đi. Theo nghiệp mình đã tạo, chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Đúng như cái lời vị chư thiên nói, nếu ai sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Nếu ai thấy được các pháp nó sanh diệt, nó vô thường, thì hãy gắng mà lo tu. Đó, vô thường thì mau chóng hãy hồi đầu, phải lo tu. Thấy được vô thường là vậy, vậy bắt đầu niệm nghe, đồng ý không? Quý vị đồng ý tôi mới dạy nghe, chúng tôi mới dạy à. Tại vì niệm xong rồi lỡ đêm nay hoặc là trong năm nay mình đi luôn, quý vị có buồn không? Thiệt không? À, đệ tử Như Lai đâu có sợ chết chóc gì. Mình là sắc cái giá, mà dòng họ sắc cái giá là gì? Là những chiến sĩ, không có sợ. Người sợ chết ta chẳng kinh, hồi nãy nói rồi. Ai sợ chết thì sợ chết, nhưng mình đệ tử Phật là không có sợ chết. Người ham cười nói ta dình lặng thinh. Người tài sản ta tâm linh. Cái người họ ham mê cái của cải tài sản thì kệ họ đi, mình lo cái tâm linh của mình đi. Thì cái người mà ham của cải tài sản thì sao? Người mang khổ lụy, tài sản có vậy nó khổ lắm. Còn ta rinh đạo, đạo màu. Quý vị muốn mang khổ lụy hay rinh đạo màu? Nếu mà muốn rinh đạo màu thì bắt đầu tập cái pháp niệm sự chết này. Đọc theo. Marana Nusati. Marana Nusati. Marana là chết, Nusati là niệm đó. Đọc lại. Marana Nusati. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Là nó chết thiệt thì cũng là đã chuẩn bị rồi. Thấy không? Trời ơi, cuối năm mà nói chuyện chết chóc thì nó cũng vô dữ lắm à. Vô thường mà. Thấy không? Sanh tử là vô thường. Đến đi nhẹ nhàng. Đọc lại. Marana Nusati. Marana Nusati. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Cứ niệm như vậy thì đúng quá chứ còn gì nữa. Cái chữ Nusati là phải tùy niệm nghe. Tùy niệm là phải niệm liên tục, chứ không phải niệm đi chút xíu xong ra đường hết niệm. Phải cứ nghĩ trong đầu mình là tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Để mà nó có chết thiệt hay nữa thì mình có chuẩn bị rồi. Thấy không? Đó là Phật dạy. Bây giờ tới sư Chánh Định dạy. Đọc theo. Nhắm mắt mở mắt. Hết một ngày. Nhắm mắt không mở mắt. Hết một đời. Sống qua ngày. Chờ qua đời. Sống qua ngày. Chờ vô hồn. Đó. Niệm mà của sư Chánh Định này cứ sống qua ngày, chờ qua đời.
xong qua ngày chờ vô hòm, chứ còn gì nữa, trước sau cũng vô chứ. Thấy người chết thì biết mình cũng chết, thấy người đau mình khỏe được sao? Xe tang vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình, thân ai cũng án tử hình, khác nhau chút đỉnh thời gian ngắn dài rồi. Chứ mình hiểu rồi, ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng, tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Dù vô thường đến ta vẫn giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Bây giờ cái sự vô thường đến mình có giang tay không? Hay là mình xua tay? Cái sự chết đến mình xua tay hay là mình giang tay? Giữa cái xua tay với cái giang tay mình chọn cái nào? Xua tay hay giang tay nè? Xua tay, không có giang tay nổi đâu, mình lúc mình giang tay. Dù vô thường đến ta vẫn giang tay, chẳng có chi mà ta phải lo phải sợ. Nếu đã biết thân xác là tạm bợ, có gì đâu tranh chấp mãi gần xa. Hãy xem mình là hạt bụi giữa ngàn hoa, nhẹ nhàng đến và đi cùng mây trắng. Giờ hỏi quý vị, vô thường đến mình giang tay hay là xua tay? Sợ lắm, sợ chết lắm. Cứu mau, cấp cứu, ò e, rồi chạy ra cũng trở về thôi chứ có đi đâu, đâu có qua khỏi đâu. Thấy không? Mà nếu có sống nữa thì sao? Gần xa một tí à. Sống thêm được năm, hai năm, hay là một bữa, hai bữa à, rồi cũng đi. Mà không hiểu tại sao mình vui vẻ mình đến mà lại không chấp nhận ra đi đó. Nó khổ ở chỗ đó đó. Bây giờ mình không quan trọng cái chuyện mà chết hay sống, mà quan trọng nhất là khi chết mình mang theo cái gì đó, hiểu chưa? Sống dài ngắn bao lâu không quan trọng, mà sống như thế nào mới là quan trọng. Mình thì ngộ lắm quý vị, cái cần lo thì mình không lo, mà cái không cần lo thì mình lại lo. Chuyện lớn thì mình không làm, mình làm toàn là lớn chuyện không à. Cái chuyện lớn là gì? Là sanh tử. Quý vị có nghe cái từ là sanh tử là sự đại không? Đó. Mà mình không lo cái chuyện sanh tử, mà tối ngày mình lo sanh sự không mà mới ghê. Kiếm chuyện sanh sự không à? Mà sanh sự thì sao? Thì sự nó sinh, đúng không? Nó rõ ràng, nó quy luật đó vậy. Mình không lo chuyện sanh tử mà lo chuyện sanh sự, mà hãy sanh sự thì sao? Sự nó sinh, phiền não nó sinh. Phải có cái bài hát như vậy, quý vị nghe có đúng không nghe? Bởi tôi sanh sự nên sự tình nó mới sinh, nếu không mà sanh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng à sự sinh ơi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, giữ tâm chánh định để lòng an vui, thoát dòng sự sinh. Mình muốn cuộc sống bình yên, nhớ đừng gieo duyên bất thiện, phải nhớ giùm. Sống như thế nào nó quan trọng hơn là sống ngắn hay sống dài. Kiếp người dài ngắn bao lâu tùy theo thọ mạng, lo âu làm gì? Khổ sầu phiền não mà chi? Để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng. Muôn duyên do nghiệp tạo thành, có gì phiền não để hành xác thân? Phải không nè? Và Đức Phật Ngài dạy cái nguyên nhân sanh ra sự khổ là do mình tham muốn, mong cầu.
đau khổ vì nỗi mong cầu, cầu mà không được nỗi sầu lại tăng. An vui vì đã biết rằng tham là gốc khổ, có chi phải cầu. Mà mình ngộ lắm, không có mình cầu cho có đã cái khổ rồi, mà cầu có rồi nó có cái khổ của cái có, khi nó mất cái khổ nữa là mình gấp đôi cái khổ đó. Không tin chúng tôi kể một câu chuyện quý vị nghe, quý vị thấy được là mình không có mình mong cầu đã khổ rồi, khi có rồi cái đầu nó khổ cái gấp đôi nè. Buổi sáng sớm có cái đứa bé đó ngồi bên lề đường nó khóc, một người thanh niên tốt bụng á, mới gặp đứa bé khóc mới hỏi tại sao còn khóc. Đứa bé trả lời rằng là hồi sáng á, mẹ con cho con 1 đồng ăn quà, mãi mê chơi con đánh rơi mất, bây giờ con buồn con ngồi con khóc. Thì người thanh niên tốt bụng mới nói rằng thôi con nín đi, chú sẽ cho con 1 đồng. Người thanh niên móc 1 đồng ra cho đứa bé cầm 1 đồng trên tay rồi, nó không chịu nín mà nó lại khóc lớn hơn quý vị. Người thanh niên mới ngạc nhiên nói con mất 1 đồng con buồn con khóc, bây giờ chú cho con 1 đồng là con phải nín chứ, mà sao con khóc lớn hơn là sao? Đứa bé trả lời rằng phải chi hồi sáng con đừng mất 1 đồng, bây giờ con có 2 đồng rồi. Phải không? Hay không? Vỗ tay đi. Đau khổ vì nỗi mong cầu, mà cầu mà không được thì nỗi sầu lại tăng. Nó như vậy đó. Cuối cùng là quý vị thấy nó khổ thêm chứ đâu có sướng đâu. Nó mới khóc lớn hơn chứ. Phải chi phải vì nó khóc bằng nghe thì không nói gì, nó khóc lớn hơn. Nó tức. Nó tức là vì sao? Phải chi hồi sáng đừng mất 1 đồng á. Bây giờ con có mấy đồng? 2 đồng rồi. Đó là khổ vô đó là. Cho nên cái người tu chúng ta là sao? Nương theo giáo pháp Phật Đà, chữ tâm Phật dạy giúp ta độ đời đến bờ giác ngộ thảnh thơi, xa rời phiền não, cuộc đời an vui. Tu hành phải giữ lực nghi nghe. Nam mô thì phải từ bi trong lòng, quy y thì phải y tòng, tụng kinh thì phải rèn lòng như kinh. Tu là lời Phật phải tin, sửa cho hơn trước khi mình chưa tu. Đó, cái điều quan trọng nhất là mình sống như thế nào, chứ không phải là chết sớm hay chết mau. Có người sống lâu mà không sống được cái gì trơn thì thôi, sống nó có ích không? Tối ngày cứ lo cái sự sống chết sợ lắm, sợ chết sớm. Mà sanh sự không à. Mà quý vị biết, mình cứ sanh sự, mình sân si thì sao? Giận hờn, bực tức thì sao? Tăng sòng, tiểu đường, huyết áp, tai biến, chết quèo. Đã biết sợ chết thì thôi đừng bao giờ có giận, có hờn, để khỏi tăng sòng, tiểu đường, thấy không? Máu cao. Cái giận hờn bực tức riết thì sao? Máu nó lên trên não à. Cho nên an nhiên bình thản, lòng thanh thản nghe. Cuộc sống bình an thật nhẹ nhàng. Cái người tu Phật là phải vậy. Nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi. Giữ tâm bình thản, chuyện gì cũng qua. Có thể gần có thể xa, duyên trong cõi tạm tựa là gió mây. Ai thương ai ghét mặt ai, sống sao cho trọn kiếp này bình an đó. Yêu đời sẽ thấy lạc quan, thương người sẽ thấy vô vàn niềm vui. Nhớ giùm chúng tôi là những thứ không thuộc về ta mà lòng lại muốn, đó là không nên. Mọi chuyện ta cần phải quên mà lòng lại nhớ, gây nên muộn phiền. Mọi việc hãy để tùy duyên, cưỡng cầu bất lợi, tự nhiên khổ mình. Luân hồi trong kiếp nhân sinh, có duyên có nợ, nhục dinh bẻ bàng. Dẫu cho người có giàu sang, quyền cao chức trọng cũng đang khổ sầu. Mọi việc chớ quá mong cầu, tùy duyên đi đến, nhịp cầu buồn vui. Đừng vì thăng tiến thụt lùi, sanh tâm tà ác ngậm ngùi về sau. Thiện tâm là pháp nhiễm màu, cho ta thanh thản, mai sau an lành. Như vậy thì chúng tôi muốn nhấn mạnh cái chuyện là sống
chết ngắn hay dài không quan trọng, mà quan trọng nhất là mình sống như thế thế nào, mình sống bằng thiện tâm hay là sống bằng ác ác tâm, đó mới là quan trọng. Nghe chưa? Thấy quý vị dễ thương quá, nhân dịp cuối năm là tặng quý vị thêm bài hát để cho nó sợ. Bài hát có tựa đề là gì biết không? Đời vô thường. Tại hôm nay nhìn lại thời gian nè, mà quý vị có phải công nhận với chúng tôi là cái thời gian nhanh không? Nhanh không? Đời ngắn lắm chưa cười đêm đã suốt, đúng không? Sao tao hoài mơ ước chuyện xương tan? Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian? Mới hồi sáng đó, bây giờ thấy tối rồi. Cho nên là quý vị thấy cái câu mà niệm nó vui nhưng mà nó hay ngay lắm à. Thấy nó thời gian nó rõ lắm. Nhắm mắt mở mắt cái hết ngày rồi, đúng không? Nó nhanh lắm. Đời người mình cũng nhanh nữa. Nhắm mắt mà không mở mắt cái nó hết đời. Có bao giờ bạn thấy mông lung với cuộc đời, mỗi ngày cứ chơi vơi, sống sao đời ý nghĩa, loay hoay tìm giải pháp, lao vào những cuộc chơi, tâm chẳng chút thảnh thơi, càng tìm càng chán nản. Hãy thử rèn chánh kiến, thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần xây, mọi điều đều sáng tỏ. Lời đáp luôn ở đó, ngay trong chính bạn thôi, chớ tìm kiếm xa xôi, lắng tâm bạn sẽ thấy. Vỗ tay. Giờ nghe bài hát đời là vô thường. Quý vị thấy đời vô thường không? Sớm còn tối mất không? Nghe cái bài này để thấy được bản chất của kiếp người, nó phù dung, nó giả tạm, nó vô thường dữ lắm. Hãy tin vào điều đó. Cái người nào mà tin vào vô thường, nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là gì? Khi mình khổ á, mà mình tin vào vô thường á, thì ngày mai nó sẽ hết khổ. Bởi vì không lẽ có ai khổ, có ai khó, có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời đâu. Có thời gian nó phải hết. Mình tin vô thường như vậy. Hôm nay mình khổ nhưng mà mình tin vào ngày mai nó vô thường, nó thay đổi là mình sẽ sướng. Rồi cái người mà đang sướng á, cũng nên tin vào vô thường. Vì đâu có sướng hoài được. Phải không nè? Một ngày nó sẽ khổ vì vô thường mà. Cho nên hãy tin vào vô thường, rồi ngày mai sẽ khác. Lòng nó sẽ nhẹ nhàng hơn, đỡ quán trách, hờn dỗi, giận hờn, vu vơ, tùm lum hết. Cái lòng nó nhẹ nhàng hơn. Vì hoa nó mọc lên từ đâu? Từ đâu? Từ rác. Muốn có cái hoa đẹp thì phải nhờ rác. Phải không nè? Rồi rác nó cũng sẽ thành, nó sẽ giúp cho cái hoa đẹp, rồi cái hoa nó cũng trở thành gì? Thành rác. Nó có lòng vòng vậy đó. Hiểu ý đó không? Cái lòng vòng vậy đó. Mình phải tin vào cái thân này nó là giả tạm, vô thường, là cát bụi. Nghe bài hát đời vô thường. Bài hát này chắc cũng xin hát tặng quý vị nhân dịp cuối năm, và để khép lại cái bài giảng hôm nay. Bài giảng hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị giống như cái lời của vị chư thiên vậy đó. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đó. Bây giờ hôm nay mà không tu thì ngày mai lỡ vô thường đến rồi sao tu? Phải không nè? Nhanh lắm. Nó uổng đi kiếp người. Đời mình không bao lâu, thế rồi cũng về già. Đừng xây đắp cành hận thù, tham đắm xa hoa, lặn vào cuộc sống đoạn trường không ham muốn. Nên quyết chí đi tu,
Cuộc đời bao đau thương, lấy nhiệm vọng tục ly để mong thức tình được là đời sống vô thương. Quyết tìm chân lý, nguyện thề thương sanh chung, đành quyết chí tu hành. Khuyên nên đi chùa đem tâm nguyện cầu tam bảo, xin trên chứng lòng độ người phước đức căn tu, mong cho muôn người mau sớm đạt đường chân chánh, mong sao viên thành để cứu đời an vui. Người đời không lo tu, đến rồi cũng muộn màng, nhờ đâu phước được làm người. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí. Nguyện kiên quyết tu trì. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí. Nguyện kiên quyết tu trì. Ta biết rồi đây ta sẽ già, thế gian chìm nổi lắm phong ba, ham chi vật chất đời giả tạm, quyết tâm tìm đến chốn Phật Đà. Kiếp người có được bao lâu, chỉ như ngọn nến đêm thâu vụt tàn. Tham chi danh lợi giàu sang, xuôi tài nhắm mắt có mang được gì. Kiếp người ơi thật mỏng manh, sớm còn tối mất đấu tranh làm gì. Hãy ngồi suy nghĩ lại đi, thân là tứ đại có gì của ta. Tiền nhiều danh lợi cao xa, vô thường đã đến có mà mang đi. Ta nên tập sống từ bi, để mai nhắm mắt ra đi nhẹ nhàng. Thôi thì cảm ơn quý vị buổi thuyết pháp ngày hôm nay tại chùa Linh Phước, cũng là buổi thuyết pháp cuối cùng trong năm. Chúng tôi không biết chọn cái đề tài gì. Chúng tôi chọn ngay cái đề tài nhìn lại thời gian. Và chúng tôi mượn cái pháp vô thường sanh diệt của Đức Phật dạy, đó là niệm về sự chết, để chúng ta thấy được cái vô thường. Ai sống cả trăm năm không thấy được pháp sanh diệt thì không bằng sống một ngày, quý vị, thấy được pháp sanh diệt. Đây là cái pháp môn tu theo cái nguyên lý của Phật giáo Năm Tông, là mình nghĩ tưởng đến sự chết để mình không sợ chết. Còn mình cứ né tránh nó hoài, mình sợ dữ lắm. Quý vị biết không, cái gì mà càng né càng tránh thì nó càng xảy ra, nó càng sớm theo cái nguyên lý tâm lý của mình. Mình chờ ai thấy lâu không? Lâu. Mà mình không chờ cái điều đó tính mau không? Mau. Cái gì mình mong muốn mình chờ thấy lâu lắm, mà nhất là sự chết mình không muốn chờ đó, nó lâu màu tới lắm. Nó bị cái thời gian tâm lý đó quý vị. Mà càng sợ thì nó càng đến. Giống như suốt đời tôi mãi đi tìm, cố tìm hạnh phúc thì gặp nghìn đắng cay vậy đó. Nhớ, mình niệm sự chết để mình không sợ chết. Đó là cái nội dung chính của cái bài giảng hôm nay. Trước khi dứt lời, cho chánh định nói lời tri ân đến Hòa Thượng Diện Chủ, Đại Đức Trụ Trì, đặc biệt là toàn thể đạo tràng Phật tử đã giúp cho chánh định một khoảng không gian thời gian không gì tuyệt vời hơn để chia sẻ thành công bài pháp thoại hôm nay. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.